Một quán bar nhỏ xinh, giá hạt dẻ, nằm giữa trung tâm thành phố, nên nổi tiếng với món cocktail và bánh mì kẹp thịt ngon nhất nước. Vậy mà vẫn ê sắc ế vì một lý do trùng minh. Tụi mình sẽ giải mã ngay sau đây. Không phải tự nhiên mà người ta thích tới quán bar uống rượu, uống cocktail này kia đâu các bạn. Cái không khí ở đó nó lạ lắm, cứ chiều chiều kiểu gì á. Không chỉ vậy, còn được ngồi đối diện nhìn mấy anh bartender pha chế, trò chuyện với họ nữa. Nhưng mà trên đời này có một quán bar siêu chiêu, nằm ngay trung tâm thành phố náo nhiệt và đông đúc. Giá nước lại rẻ hơn nhiều so với mấy quán khác, vậy mà rất ít người ghé qua. Các bạn có biết tại sao không? Vì quán này có vài vị khách quen tên là Ma Quỷ. Vâng, đây chính là quán bar Ernestine and Hazel, nằm ở tiểu bang Tennessee. Cái bar này được mệnh danh là quán có món bánh mì kẹp thịt ngon nhất nước. Tất nhiên, khách tới nườm nượp luôn. Tuy nhiên, tự nhiên vào một ngày đẹp trời, quán thưa khách dần, thưa dần. Và rồi cho đến thời điểm hiện tại thì không có bất kỳ một người khách vãng lai nào cả. Tới lúc này, lý do đã từ từ được hé mở. Trước nhiều người nhìn thấy ma tại quán bar này, một chị gái tên là Sena đã nói rằng chị cảm giác quán này khá ấm cúng nên thường xuyên đến. Tuy nhiên, cách đây một năm, khi vừa vào quán, chị gặp một anh trai đến mời ly rượu và nói chuyện. Điều kỳ lạ là anh ta luôn nói đến cái chết và hỏi Sena rằng chị nghĩ sao về việc yêu một người chết. Trong lúc Sena còn đang sững sờ thì anh trai đó đã biến mất. Và Sena khẳng định rằng lúc đó mình hoàn toàn tỉnh táo và quán cũng không quá đông. Nếu như là khách quen của bà Ernestine and Hazel, bảo đảm ai cũng sẽ thấy quán thay nhân viên liên tục, đặc biệt là nữ á. Bởi vì tất cả họ đều nói rằng cứ làm được tầm 1-2 tháng thì sẽ thấy những người lạ mặt. Có khi khách đã về hết, họ định đóng cửa thì lại thấy một ai đó tiến đến quầy và xin một ly cocktail. Và lúc họ làm nước xong và xoay người ra thì quán bar không có ai cả. Ngay khi những câu chuyện ma quỷ này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, một sự thật kinh dị đã được tiết lộ. Theo đó, quán bar này trước đây là nhà thơ, sau đó là hiệu thuốc tây, quán cà phê, rồi cũng là nhà chứa gái mại dâm nữa. Cuối cùng mới là quán bar Ernestine and Hazel. Người ta còn đồn đại rằng trước đây đã có rất nhiều gái làng chơi mất mạng tại đây vì nhiều lý do khó nói, và có thể những vong hồn ấy chưa hề siêu thoát. Được biết ngày nay, quán bar này vẫn hoạt động và chủ yếu là những khách hàng gan dạ, không bị yếu bóng vía. Họ đến vì món bánh mì kẹp thịt siêu ngon tại đây. Được rồi, còn các anh em của Thế Kỷ 22 có dám đến đây uống vài ly rượu chiêu chiêu không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé!